Rồi ngày hôm nay là ba đi chợ mua đồ nấu ăn cho mẹ bầu. Mẹ bầu cần thiết nhất là ăn trái cây. Đó là gì, quýt hả? Quýt ở nhà có rồi, dưa hấu có rồi ha. Ba mua cherry cho mẹ nha. Bà nội đang gửi xuống. Mua cherry nha. Cherry dành cho mẹ bầu. Ở nhà có cam, có táo rồi. Bưởi cũng ok mà bưởi qua ăn rồi. Thôi đi. Da u ở nhà cũng có rồi nha. Hết vô dừa rồi mà ăn vô dừa. Ăn. Ngán chưa? Không. Ba mua cho mẹ ăn là mẹ em đi. Gì vậy? Con bẻ được, con bẻ được nửa cái thôi. Đây rồi bà lấy rồi. 2 cái thôi chứ quên. Ui cha rớt ba ơi. Sao? Rồi đi tiếp. Ba mua gì cho mẹ nữa vậy? Sầu riêng đã luôn. Còn mẹ không được ăn bởi vì mẹ đang sợ tiểu đường thai kỳ cho nên là mẹ sẽ ăn cá. Giờ là giờ ba tính tiền chút, ba lên ba làm cho mẹ ăn nha. Rồi đi con. Let's go. Hôm nay ba nấu đồ ăn cho mẹ bầu ăn healthy, không có tinh bột và ăn rau với lại cá thôi mọi người ơi. Tại vì mẹ bầu sẽ bị tiểu đường thai kỳ với lại bị lên cân không phanh. Này ba chiên cá ba sa ướp sả nghệ nha. Cái này là tốt cho bà bầu lắm phải không ba? Sữa nhiều. Ba thiệt là tâm lý luôn đó. Cà rốt gọt nhìn ngon nha. Mẹ thích nhất là ba lâu lâu ba vô ba làm bếp cho mẹ nhìn giống như là người đàn ông hấp dẫn. Hấp dẫn là tình thương đó, hiểu không? Rồi hôm nay là có gì đâu, có gì ba? Có cà rốt, đậu que, rau dền, những món rất đơn giản nhưng mà những món như vậy thì sẽ rất là tốt cho mẹ bầu hả ba? Đúng rồi. Món này rất là tốt cho mẹ và em bé. Còn mấy tháng nữa. Cắt không cần thớt luôn. Tại sao ba lấy có thể lấy một cái dao quá nhỏ để ba cắt vậy? Cà rốt này đâu quá bự đâu. Mình có cái dao lớn hơn mà ba. Ba thích dao nhỏ. Wow, cà rốt, đậu bắp, đậu que, cái rau gì đỏ đỏ nhỉ? Rau dền. Rau dền. Ngon quá. Khoai tây nữa phải không ba? Khoai lang. Khoai lang. Khoai tây đâu rồi? Thôi khoai lang thôi. Mẹ ăn khoai tây. Healthy không? Healthy không? Trứng nữa nè. Gì? Trời hấp dẫn quá ba ơi. Mẹ thèm dễ sợ luôn. Lẹ đi mẹ đau bụng, hai mẹ con đau bụng quá. Henry thì ăn trước ở ngoài rồi, Henry ăn cơm rồi phải không Henry? Henry không ăn món này được. Mấy món lớn Henry ăn ha. Cá ba sa rồi trứng luộc nữa. Ba không thấy nói gì hết trơn. Ba đang làm mà. Toàn mẹ nói không. Món cuối cùng của dền nha, trời ơi. Ăn cho em bé đẹp ha. Em bé gái đúng không? Phải không ba? Bé gái, con gái. Rồi sao nữa? Cái nước này rất là tốt cho em bé nè, cho mẹ nè. Vậy hả? Cái nước này nãy giờ luộc rất là nhiều rau nè, nên cái nước này là phải hấp, không có được bỏ. Ồ, tắt điện nè. Nước rất là bổ. Ồ, ngon quá. Yeah. Ngon quá ba. Ngon à? Ngon. Ngon phải ăn hết cho ba. Ngon quá cả nhà ơi. Trời ơi. Ăn hết cái này là mẹ bầu khỏe luôn, không cần phải ăn tinh bột nữa mọi người ạ. À. Ngon quá ba, cảm ơn ba nhiều. Ăn thôi. Ăn đi mọi người ơi. Ăn cho em gái ăn nữa kìa. Ba ăn trước đi con, ngon không? Thật ngon ra rau luộc này nọ hả? Mọi người thấy đơn giản vậy nhưng mà cũng vất vả lắm, làm nãy giờ cũng nửa tiếng hơn. À, có cá nữa, có trứng nữa. Ăn healthy quá, ăn như vậy mới hả? Không lên ký nhưng mà vào con tốt nha. Mẹ bầu ơi, mẹ bầu nào mà đang có baby thì ăn như vậy với Thủy nha. Tức là mình phải ăn những cái rau xanh nè. Đó, là nó có chất tốt cho em bé. Khoai lang, cà rốt, đậu bắp, cá nè, trứng nè. Những cái mà cần. Henry thì ăn cơm nha. Henry thì ăn cơm, lâu lâu Henry ăn mấy cái này vô thêm nữa. Rồi.